Kinh văn: Đức Phật bảo A Nan, Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Giảng: Khả năng tranh luận của A Nan thật giỏi, đến nỗi A Nan có thể thuyết phục được Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan, Như Lai nói các tướng nhân duyên trong thế gian chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Đó không phải là giáo lý nền tảng. Những gì Như Lai nói lúc ấy là pháp quyền và phương tiện. Ông không nên nghĩ rằng những điều Như Lai nói khi ấy là giáo pháp chân thật. Lúc ấy, như thể Như Lai dỗ trẻ con bằng cách nói rằng các con nên ngoan ngoãn, đừng nên bướng bỉnh. Khi lớn lên, các con sẽ là một quan chức, các con sẽ làm được nhiều việc quan trọng. Đó là pháp quyền, pháp môn phương tiện. Nghe qua như thể chẳng phải Đức Phật bị A Nan phản bác, phải không? Trong Kinh Duy Ma Cực, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi cư sĩ Duy Ma Cực thế nào là đệ nhất nghĩa. Quý vị biết cư sĩ Duy Ma Cực trả lời như thế nào không? Quý vị thử đoán xem, nếu có ai biết được thì người ấy là Duy Ma Cực tái thế. Có ai trong quý vị biết đệ nhất nghĩa là gì không? Bất kỳ ai đã đọc Kinh Duy Ma Cực đều biết. Nhưng nếu tôi nói, quý vị phải đừng nên đi quanh, làm dáng, ra vẻ ta đây hiểu biết đối với mọi người, bắt chước phong cách của cư sĩ Duy Ma Cực, vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới như ngài. Đừng như những người phạm sai lầm, khi làm ra vẻ như mình biết những điều thực sự chưa biết. Duy Ma Cực nhắm mắt và ngậm miệng im lặng. Ngài không nói một lời. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Ồ, ngài đã hiểu, cách ngài trả lời như vậy. Nhưng quý vị không nên làm như thế. Khi đi đâu và có ai hỏi về đệ nhất nghĩa, điều ấy không thể chấp nhận được. Rất tốt khi hiểu được, nhận ra được nghĩa lý ấy. Nhưng quý vị không nên đi quanh làm ra vẻ ngây ngô, như thể mình cũng giống như Duy Ma Cực. Điều ấy không được phép. Cũng như khi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, bộ kinh có rất nhiều nghĩa lý. Có người đã thành khẩu đầu thiền khi đọc xong những pháp lý này. Nếu quý vị là người chân thật, hiểu được đạo lý thì rất tốt. Nhưng chẳng tốt chút nào khi quý vị chỉ ham thích khẩu đầu thiền. Tôi nhắc lại vì điều này rất quan trọng. Thế nào là sự đùa cợt trong thiền? Có người đưa một ngón tay hoặc nắm tay lên, hoặc có những hành động tương tự như vậy. Điều ấy quý vị dứt khoát không nên làm. Sao vậy? Vì quý vị chưa đạt đến cảnh giới ấy. Quý vị chưa chứng ngộ, nên quý vị không làm những việc như thế được. Người làm được những cử chỉ này là người đã chứng ngộ. Người đã chứng ngộ rồi, họ thông suốt mọi sự. Gần đây tôi có gặp một số người rất mê mờ đến nỗi họ hành sự như người say rượu, mà tưởng rằng mình đã chứng ngộ. Thế nên tôi bảo anh ta hãy giải thích về thức chủng lập đề và lục chủng thành tựu. Anh ta không thể nói được dù chỉ một điều. Thế quý vị nghĩ xem anh ta chứng ngộ cái gì? Nếu anh ta là người chứng ngộ, cho dù anh ta không trả lời được câu hỏi, thì ít ra cũng giải thích được nghĩa lý. Sao vậy? Vì tất cả nghĩa lý đều lưu xuất từ tâm. Nếu anh ta là người chứng ngộ, thì tâm anh ta hoàn toàn sáng suốt, và anh ta sẽ thông đạt mọi đạo lý. Thế nên, dù anh ta không hiểu được chi tiết, thì cũng có thể giải thích về nguyên lý được. Sự chứng ngộ có nghĩa là như vậy. Thế nên quý vị đừng ngâm trà trong nước rồi uống phần cặn bã. Có người đăng báo quảng cáo rằng mình đã chứng ngộ. Điều ấy hoàn toàn không biết xấu hổ, hoàn toàn không có chút liêm sĩ. Đó không phải là người Phật tử. Họ thật là vô dụng. Ha ha ha, 问什么的说